Quỳnh Linh xin chào quý vị. Quỳnh Linh đi quay nhiều và cái tuổi bắt đầu cũng lớn rồi, tóc bạc rồi. Mà ai mà qua tới tuổi 50 rồi, đâu là bạc nhiều quý vị. Đấy, Linh bạc nhiều, bạc nhiều lắm rồi. Tuổi này thì đã sử dụng gọi là nhuộm tóc rồi đó. Bạn bè giới thiệu rất là nhiều, thậm chí Linh đi siêu thị thì cũng rất là nhiều cái sản phẩm để nhuộm tóc. Mà không hiểu tại sao Linh lại hợp với sản phẩm Sin Hair. Đấy. Cái này nó thuận tiện lắm quý vị. Sin Hair đây loại nâu nè, nâu đen, loại đen. Mà nhuộm vô nó đen tuyền luôn, nhìn y như thiệt luôn. Nhìn không biết là mình nhuộm tóc luôn, chỉ thấy lúc nhuộm mới biết nhuộm thôi. Đây Linh sẽ giới thiệu quý vị cách sử dụng đơn giản lắm. Đây là một cái bao tay. Còn nếu như mình ở nhà mình không dùng bao tay thì cũng được thôi, không sao. Linh thường thì dùng về cho nó gọn đi. Đây, đây Sin Hair. Có cô gái đẹp lắm, nên là để hình tôi lên đây đẹp, cũng đẹp. Rồi đây có cái lược, mình vặn cái này vào đây. Cái này nó thuận tiện cái chỗ đó đó quý vị. Mình không cần phải đi ra tiệm mất công lắm. Mình nghiêng cái chai xuống nguyên liệu nhuộm á, nó sẽ chảy ra cái lược này. Rồi mình cứ chảy thôi, mình chảy tới đâu nó đen tới đó, xong rồi gọi thôi. Bây giờ quý vị cùng quý Linh vào trong restroom. Có kiến thì dễ hơn nữa ha quý vị. Mình đem cái chai vô đây có cái kiến rồi cho nó dễ. Tóc bạc trên, tóc bạc trắng hết trơn á, trắng hết. Thì đơn giản thôi, mình sẽ lấy cái chốt trong đây ra nè, để nó có chốt, rút cái này ra, ấn cái nguyên liệu nó ra, cái bắt đầu mình chảy nè nha. Chảy tới đâu là đó, nguyên liệu này nó sẽ dính giống như cái treo tóc vậy đó. Chỗ nào là bạc thì mình cứ chảy thôi. Rồi mình cứ chảy vô chỗ nào mà nó, mình chỉ cần đó, chảy vào những cái nơi mà thấy nó bạc, 10 đến 15 phút sau sẽ lên màu. Nó nhanh, nhanh mà nó tiện nữa. Thử xem nhé. Đen chưa? Đen rồi. Rồi, ngon lành. Đó, đơn giản như vậy thôi. Chào mọi người nha. Sử dụng Sin Hair nó sẽ trở nên thư sinh, hot boy. Tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi Linh giới thiệu quý vị cái công đoạn mà mình nhuộm tóc đó, cũng đơn giản quý vị nha. Chỉ cần 10 đến mười mấy phút thôi thì tóc sẽ trở lại tuổi thanh xuân. Đó, bây giờ nó đen rồi. Những ai tóc bạc thì đừng có lo nữa. Hồi xưa còn lo chứ giờ khỏi lo nữa, mà giờ đi đâu lòng vòng cho nó mệt. Ở nhà mình sử dụng rất là đơn giản như nãy giờ Quỳnh Linh chỉ cho quý vị đó. Hãy sở hữu ngay cho mình một chai phủ bạc Sin Hair để có máy tóc đen tuyền như Quỳnh Linh quý vị nha. Những ai mà tóc bạc gì đó đừng có lo nha quý vị nha, đã có Sin Hair lo cho quý vị rồi. Chúc quý vị sẽ sở hữu được một chai Sin Hair màu đen này hoặc màu nâu đen này, 350.000 đồng, và đây là 370.000 đồng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.